Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tô màu một bức tranh vẽ về một chú khỉ rất là đáng yêu và ngủ nghĩnh đấy. Và để biết chú khỉ của mình được tô màu như thế nào thì mời tất cả các bạn hãy cùng theo dõi video nhé.